Hello, chào các anh em, chào mừng các tháng mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện một sản phẩm của nhà Bulgari và nó có tên là Utnery. Đây là ngoại hình của em nó. Đấy. Đây là một phiên bản flanker của dòng Bulgari Man, trong đó nó có rất nhiều trà nước hoa khác như là Man in Black, nghĩ là các anh em nhiều người biết trà nước hoa này, hoặc là Oud Essence đó. Thì Oud Nery nó cũng là một phiên bản của dòng Bulgari Man. Như thường lệ thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em mùi hương của trà nước hoa này là như thế nào, những điểm tốt và không tốt về trà nước hoa này, và cuối cùng là có cần thiết phải sở hữu sản phẩm của nhà Bulgari này hay không. Ok, lên đường thôi. Trước tiên chúng ta cùng nói về mùi hương của trà nước hoa này. Đúng như cái tên gọi của nó, Oud Nery. Đây là sự kết hợp giữa hương hoa cam Nery và một chút tông gỗ. Để nói về nốt nguyên liệu, Nery đây là một cái nguyên liệu cực kỳ phổ biến trong nước hoa nam và nước hoa nữ. Đối với cảm nhận của mình, mỗi khi gửi mùi hương của Nery thì mình luôn cảm giác đó là thanh mát, sạch sẽ, nhẹ nhàng và một chút soapy, có một dạng kiểu giống như mùi xà bông. Đặc biệt khi mà những trà nước hoa nào kết hợp với xạ chẳng hạn thì cái tông mùi soapy nó rất là rõ ràng. Ví dụ như ở đây là chai Thierry Mugler Cologne, một chai nước hoa khá là đình đám của nhà nước hoa này, một cái mùi soapy rất là rõ ràng. Hoặc là Somfort Nery Portofino hoặc là Portofino Forte cũng là một cái sản phẩm khá đặc trưng của Nery. Thì đối với mình, thông thường khi mình ngửi Nery, ngoài cái cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng, thì nếu mà tùy theo có những chai thì nó sẽ có một cái cảm giác đó là xà bông. Khi một cảm giác giống kiểu chúng ta vừa trong nhà tắm bước ra, rất là sạch sẽ, rất là thơm tho. Còn ở chai nước hoa Oud Nery này thì nó hơi khác một chút. Khi mình mới xịt thì mình vẫn cảm nhận rõ ràng cái hương vị đặc trưng của hoa cam Nery đó. Nhưng sau khoảng 15-20 phút gì đấy thì nó là có một cái tông trầm ấm và hơi ngọt một chút. Mình không biết là cái nốt đấy là nốt gì, nhưng mình cảm nhận rất là rõ ràng cái nốt trầm ấm đấy nó làm nền cho Nery. Do vậy ở chai nước hoa này nó hơi khác một chút, nó dày mùi hơn, nó nồng hơn, và mình cảm thấy mùi hương của chai nước hoa này khá là thú vị đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những cái điểm tốt của chai nước hoa này. Điểm tốt đầu tiên mình nghĩ rằng đó là nếu như các bạn nào yêu thích cái tông mùi chai nước hoa nào sử dụng Nery thì chai nước hoa này đáng để chúng ta trải nghiệm. Bởi vì như mình thường thấy là những chai nước hoa có sử dụng Nery thường là những mùi hương nó hơi nhẹ nhàng, nó rất là thanh mát, nó rất là sạch sẽ, và đôi khi giống như kiểu giống là Mugler Cologne hoặc là Portofino chẳng hạn, nó có soapy, dạng kiểu mùi xà bông. Nhưng ở chai nước hoa này thì nó lại có kiểu nốt gỗ kết hợp cùng, cho nên mùi nó dày mùi hơn, nó nồng nàn hơn, nó khác, nó hơi khác với cái xu hướng chung mà những chai nước hoa mình đã từng được ngửi có sử dụng nốt Nery. Và mình nghĩ rằng nếu như các anh em nào mà có cái ưu ái cái nốt Nery thì chúng ta nên trải nghiệm mùi hương chai nước hoa này. Mình nghĩ rằng nó hơi khác so với các phần còn lại mà chúng ta thường hay được ngửi trong nốt nguyên liệu này. Đấy là cái điểm tốt đầu tiên. Điểm tốt thứ hai ở chai nước hoa này đó là mình thấy rất là ok sử dụng nó khi mà đi làm trong thời tiết lạnh hoặc là mát, mà ở đây đó là mùa xuân hoặc mùa thu. Ở chai nước hoa này mình nghĩ rằng mùa hè xịt hơi nồng, không thể chịu được. Nhưng vào những cái thời điểm như mùa xuân và mùa thu, và đặc biệt trong môi trường văn phòng, thì chai nước hoa này rất là ok. Anh em nào mà mày râu nhẵn như áo quần bảnh bao xịt đi làm thì chuẩn luôn. Còn ra thì để mà dùng để cho đi hẹn hò, đi cà phê, mình không nghĩ rằng mùi hương này nó tạo lên một cái ấn tượng quá đặc biệt. Mình không nghĩ là như thế. Còn rất nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn chai nước hoa này vào những cái dịp như thế. Nhưng để đi làm trong những ngày mát hoặc xe lạnh thì Oud Nery số 1 mình cho rằng là như thế. Điểm tốt thứ ba chai nước hoa này đó là các bạn nữ nào mà có một phong cách hơi tomboy thì có thể hoàn toàn sử dụng chai hoa này. Bởi vì chai hoa này nó không quá là nam tính đến một cách thô ráp, nam tính đến một cách gọi là hùng dạng kiểu power thì không phải. Cho nên các bạn nữ nào mà có một cái cá tính chẳng hạn và
có một phong cách tomboy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trà nước hoa này. Tổng kết lại 3 điểm mình cảm thấy tốt ở sản phẩm này, đó là những ai mà yêu thích cái mùi hương của Neroli thì mình cho rằng oud Neroli xứng đáng để trải nghiệm. Thứ hai đó là nó rất là ok, nó rất là tốt cho môi trường văn phòng, cho những ngày mát hoặc xe lạnh xuân thu. Thứ ba là các bạn nữ hoàn toàn có thể dùng được. Đấy là 3 điểm tốt. Quan điểm không tốt ở chai nước hoa này đó là cái biến chuyển mùi hương của nó gần như là rất là ít. Khi mà chúng ta xịt cho đến khoảng 3-4 tiếng là nó gần như là theo một cái tuyến tính mùi, nó không thay đổi mấy, cho nên là rất có thể sau một thời gian dùng hoặc sau một thời gian ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy trà nước hoa này nó hơi đơn điệu, nó không có một cái sự thu hút gọi là càng dùng càng thấy hay, mà nó sẽ hơi bị đơn điệu nếu mà chúng ta có một cái yêu cầu mùi hương nó hơi bị phức tạp hơn, cái chỉ số đòi hỏi mùi hương nó phải cao ấy. Thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này sẽ rất dễ bị tống vào lãnh cung, bởi vì cái mùi hương nó buông một mùi này từ lúc xịt cho đến sau khoảng mấy tiếng đồng hồ nó sẽ vẫn là như thế. Thì mình nghĩ rằng là đấy cũng có thể là một cái điểm trừ của chai nước hoa này. Còn lại về độ bám tỏa mùi thì chai nước hoa này dù sao thì nó vẫn là dùng Neroli làm chủ đạo, cho nên chúng ta không thể đòi hỏi được một chai nước hoa mà có sử dụng nguyên liệu này nó phải bám cực dai, tỏa cực mạnh thì không có đâu. Ở những chai nước hoa đa phần như này thì nó sẽ chỉ bám thoang khoảng trên da, và đôi khi nó sẽ kết hợp với nền nhiệt, kết hợp với chúng ta di chuyển để nó lưu hương lại một chút thoang thoảng mùi hương khi mà chúng ta đi đi lại lại, chứ để mà ngồi một chỗ và đòi hỏi nó bốc lên như là vận nội công phừng thì không phải là như thế. Cho nên nếu như các anh em nào mà yêu thích kiểu là cái hiệu năng mùi nó phải rõ ràng ấy, thì đấy có thể là một cái điểm trừ của chai nước hoa này. Tổng quát lại, có cần thiết phải mua chai nước hoa này hay không? Nếu như các bạn nào mà chỉ cần khoảng 3-4 chai để dùng thôi, chỉ cần ví dụ như chúng ta không cần sở hữu quá nhiều, thì oud Neroli không phải là một mùi hương để cho chúng ta có thể trải nghiệm. Bởi vì còn rất rất nhiều sự lựa chọn, ít nhất là khi mà chúng ta xịt, chúng ta đi ra ngoài, thì cái thú vị của mùi hương, cái độ ghi điểm nó sẽ cao hơn. Bởi vì dù sao thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này nó hơi bị hạn chế trong cái việc sử dụng. Còn lại nếu như chúng ta đã có đủ những cái sự lựa chọn rồi và chúng ta cần thêm một cái gì đấy cho một cái dịp cụ thể, thì oud Neroli rất rất xứng đáng để sở hữu đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em cảm nhận của mình về mùi hương của Bulgari oud Neroli. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.